Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 5 giờ 30 sáng của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin sáng ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lý do giám đốc công ty xây dựng bị bắt sau vụ sạt ta luy ở Đà Lạt. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố vụ thông thầu ở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. 50 người dương tính ma túy tại nhà hàng Nightclub ở Đà Nẵng. Nga định trưng bày xe tăng Ukraine bị phá hủy trước Đại sứ quán phương Tây. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Vũ, 39 tuổi, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng, đơn vị thiết kế và thi công bờ kè ta luy. Và Dương Viết Phong, 41 tuổi, cán bộ giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân. Hai bị can bị bắt tạm giam 4 tháng về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Theo đó, công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng do ông Nguyễn Uy Vũ làm giám đốc, đơn vị tư vấn thiết kế và thi công, còn Dương Viết Phong phụ trách giám sát thi công công trình này. Đây là hai đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc thi công công trình xây dựng bờ ta luy để cải tạo đất ở phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, đơn vị thi công và giám sát đã để xảy ra sai phạm khi xây bờ ta luy cao hơn 30 mét, sau đó đổ hơn 6.000 khối đất đá để san lấp mặt bằng. Việc làm này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng khi ngày 29 tháng 6, sau khi chịu một cơn mưa lớn, bờ ta luy đã đổ sập từ đường Yên Thế xuống đường Hoàng Hoa Thám. Hậu quả của vụ sạt lở khiến hai vợ chồng công nhân quê Phú Yên bị đè tử vong. Hôm qua 13 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và đề nghị truy tố 16 bị can. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch AIC, bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Anh trai bà Nhàn là ông Nguyễn Anh Dũng bị truy tố về cùng tội danh. Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người sáng lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của công ty AIC, các công ty thành viên và công ty do Nhàn thành lập để phục vụ cho việc đấu thầu. Đối với hồ sơ dự thầu, bà Nhàn là người quyết định giá dự thầu, chỉ định công ty trúng thầu và quyết định tỷ lệ lợi nhuận của công ty AIC và các công ty quân xanh. Kết quả, công ty AIC trúng 4 gói thầu, công ty Mofa trúng 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Sản Nhi với tổng số tiền hơn 232 tỷ đồng. Kết quả điều tra xác định, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho nhà nước hơn 50 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, hôm qua ngày 13 tháng 7 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Lệ Hằng, 52 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang, 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, quy định tại Điều 228 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng, bản án dân sự ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Tòa án Nhân dân thị xã Tân Châu tuyên buộc ông Đỗ Hiền Nhân, cha ruột bị cáo Hằng và con gái là Đỗ Thị Mai Trinh có trách nhiệm liên đới, trả cho ông Võ Minh Chọi hơn 276 triệu đồng và án phí hơn 13 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm. Tiếp tục duy trì quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm đối với 7.000 m2 đất của ông Đỗ Hiền Nhân, tòa lạc tại ấp Phú Hữu 2, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu. Năm 2011, Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Tân Châu tiến hành kê biên bán đấu giá tài sản đối với diện tích đất trên của ông Nhân để thi hành bản án. Ông Ngô Thành Kiên là người trúng đấu giá diện tích 4.874,8 m2 với giá hơn 314 triệu đồng. Phần diện tích đất còn lại, chấp hành viên giải tỏa kê biên trả lại cho ông Nhân. Ngày 18 tháng 1 năm 2012, ông Kiên được Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Châu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần đất trúng đấu giá. Tuy nhiên, ông Kiên vẫn không vào đất để canh tác được do bị các con của ông Nhân, trong đó có bà Hằng, ngăn cản không cho vào làm. Sau đó, Hằng còn canh tác và thu hoạch cây ăn trái trên phần đất này. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng hôm qua 13 tháng 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Hải, 30 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện thông tin ông NTT,
tên viết tắt 53 tuổi, ngụ Cẩm Lệ, bị mất hơn 16.000 USD trong tài khoản đầu tư tại ví Innext mà không rõ nguyên nhân. Công an nhận định đối tượng chiếm đoạt là người am hiểu về đầu tư ngoại hối trên các ứng dụng đầu tư tài chính, các sàn giao dịch nên đối tượng đã sử dụng công nghệ chiếm quyền sử dụng tài khoản của ông T. Cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Hoàng Hải đến làm việc. Tại đây, Hải khai là nhà đầu tư ngoại hối lâu năm trên các ứng dụng đầu tư tài chính. Hải đã sử dụng tài khoản ngân hàng trùng tên ông T để thực hiện rút tiền trong tài khoản ví Innext của ông này. Sau khi rút về tài khoản ngân hàng trùng tên ông T số tiền hơn 16.000 USD, Hải không trực tiếp rút ra sử dụng mà lại mua tiền ảo trên một sàn tiền ảo. Hải đã bán số tiền ảo trên cho người khác thông qua giao dịch P2P trên sàn để nhận gần 400 triệu đồng và nhiều tài khoản cá nhân. Ngày 13 tháng 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định tạm giữ 12 đối tượng, trong đó có 10 người là khách và 2 người là nhân viên của nhà hàng Nightclub để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, vào ngày 9 tháng 7, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất nhà hàng. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện có 9 trên 14 phòng đang hoạt động với 61 khách và 15 nhân viên phục vụ. Qua test nhanh, số người có mặt tại đây, công an phát hiện có đến 50 người dương tính với chất ma túy, trong đó có 6 nhân viên nhà hàng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ các tang vật để phục vụ việc sử dụng ma túy và 13 bình khí cười N2O có trọng lượng 13 kg, 2 bình khí cười N2O có trọng lượng là 40 kg. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 13 tháng 7, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ cháy bãi phế liệu khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo đó, khoảng 9 giờ 25 phút cùng ngày, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo cháy tại bãi thu mua phế liệu cạnh gầm cầu vượt đường Trịnh Văn Bô, phường Xuân Phương do anh BHH, tên viết tắt quê huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội làm chủ. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Nam Từ Liêm đưa 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, tiến hành triển khai phương án chữa cháy. Sau 5 phút đám cháy được dập tắt, không cháy lan vào các phương tiện và khu vực lân cận. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, tuy nhiên phần cabin xe tải và 3 xe máy bị thiêu rụi, một ô tô tải gần hiện trường cũng bị hư hỏng. Chiều 13 tháng 7, đội tuần tra cảnh sát giao thông cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan Công an Tiền Giang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ ngày 13 tháng 7, tài xế Nguyễn Thanh Niệm, 35 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, lái xe khách giường nằm chạy trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Khi xe đến km 63 600 thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, phần đuôi xe bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội bao trùm nửa sau của chiếc xe, khói bốc cao hàng chục mét. Phát hiện vụ việc, tài xế Niệm dừng xe lại, cho 34 hành khách trên xe rời khỏi xe an toàn. Tài xế cùng người dân dùng nhiều cách chữa cháy nhưng không thành công. Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Phi Trọng, 28 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Tây Ninh và Nguyễn Ngọc Thuận, 48 tuổi, ngụ phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Sau nhiều ngày theo dõi, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Tây Ninh bắt giữ Trọng, Thuận và thu giữ nhiều tang vật gồm 4 xe gắn máy, 1 TV màn hình phẳng 32 inch, 1 máy tính xách tay hiệu Asus, 1 bộ máy vi tính để bàn, 1 bộ đồ dùng để bẻ khóa xe máy cùng nhiều tang vật khác liên quan. Tại cơ quan điều tra, hai người khai nhận do nghiện ma túy, không có nghề nghiệp, cần tiền tiêu xài nên đã bàn bạc, chuẩn bị công cụ, phương tiện rồi chạy xe rảo quanh trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tây Ninh và những huyện lân cận. Sau đó, nhóm này tìm nhà người dân khóa cửa bên ngoài, dùng công cụ chuẩn bị sẵn để bẻ khoen cửa, đột nhập rồi lấy trộm tài sản, đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Ủy ban Nhân dân xã Viên Láng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La hôm qua 13 tháng 7 cho biết trên địa bàn vừa có vụ đuối nước khiến hai nạn nhân tử vong. Cụ thể, khoảng 7 giờ ngày 13 tháng 7, bà Lò Thị B, tên viết tắt sinh năm 1970 và bà Hoàng Thị T, tên viết tắt sinh năm 1970, cùng trú tại bản Mường Vạc, xã Viên Láng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, đi cắt cỏ tại khu vực suối thuộc bản Mường Vạc, đưa theo hai cháu là Quàng Trung Ca, tên viết tắt sinh năm 2019, cháu ngoại bà T, và Quàng Anh T, tên viết tắt sinh năm 2019, cháu nội bà B.
Khi bà B đang bón phân cho ruộng thì nghe thấy tiếng người kêu ở suối. Bà chạy đến thì thấy hai cháu K và T đang bị nước suối cuốn đi. Những người có mặt đã nhanh chóng cứu vớt hai cháu và đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng nay. Hãng tin Reuters dẫn lời Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho biết Nga dự kiến trưng bày các xe thiết giáp Ukraine bị phá hủy bên ngoài đại sứ quán của các nước phương Tây tại Nga. Giới chức Nga đã nhiều lần chỉ trích phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng hành động này chỉ khiến xung đột kéo dài và gây thêm đau khổ cho người dân Ukraine. Đồng thời, Moscow cũng cảnh báo bất cứ vũ khí bên ngoài nào đưa vào Ukraine đều trở thành mục tiêu phá hủy chính đáng của Nga. Kể từ đầu năm nay, Mỹ và các đồng minh viện trợ hàng loạt xe tăng và xe bọc thép các loại để giúp Ukraine sử dụng cho chiến dịch phản công. Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 13 tháng 7 đưa tin, trong tháng 7, các phương tiện trinh sát của Mỹ liên tục thực hiện các hành vi khiêu khích. Kết quả là, căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên đang nhích dần đến mức khủng hoảng tồi tệ nhất. Phương tiện do thám trên không của Mỹ đã xâm phạm bất hợp pháp vào vùng đặc quyền kinh tế của Triều Tiên trên 30 lần trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7. Triều Tiên đã điều động máy bay chiến đấu xua đuổi các máy bay trinh sát của Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ bắn hạ nếu Washington còn tái diễn. Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc đưa tin Mỹ đã cam kết gửi một tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên theo thỏa thuận đạt được với Hàn Quốc để tăng cường khả năng răn đe của Mỹ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên. Thời điểm triển khai tàu ngầm này chưa được tiết lộ. Vào khoảng 16 giờ hôm qua ngày 13 tháng 7, Quốc hội Thái Lan bước vào vòng bỏ phiếu đầu tiên để bầu thủ tướng tiếp theo lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới. Và ông Pita Limcharonrat, lãnh đạo đảng Tiến Bước, MFP và ứng cử viên duy nhất cho chiếc ghế thủ tướng Thái Lan, theo tờ Bangkok Post. Cuộc bỏ phiếu diễn ra công khai sau khi Chủ tịch Hạ viện Kwan Muhammad Noormatha phát biểu sau khi kết thúc phần tranh luận về tư cách của ứng viên thủ tướng. Trước đó, tại phiên thảo luận, nghị sĩ Chonan Srikil, lãnh đạo đảng Vì nước Thái, đã đề cử ông Pita làm ứng cử viên thủ tướng với sự ủng hộ của 302 nghị sĩ. Do không có thêm ứng cử viên nào được đề cử, nên ông Pita trở thành ứng cử viên duy nhất cho chiếc ghế thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu. Cảnh sát Thái Lan đã công bố danh tính và bắt giữ 4 nghi phạm trong vụ doanh nhân người Đức Hans Peter Mark, 62 tuổi, bị phân xác, giấu trong tủ đông ở thành phố Pattaya, Thái Lan. Tờ Bangkok Post chiều ngày 13 tháng 7 đưa tin, các nhà điều tra từ đồn cảnh sát huyện Nong Pru đã thu giữ một chiếc thuyền cao tốc dài 5,5 mét từ một ngôi nhà trên đường Prathamnath ở thành phố Pattaya. Chiếc thuyền này được cho là phương tiện mà các nghi phạm dự định dùng để vứt xác nạn nhân xuống biển. Chủ sở hữu chiếc thuyền là Olaf Thorsten Christman, 52 tuổi, một trong 4 nghi phạm bị bắt với cáo buộc sát hại nhà môi giới bất động sản người Đức. Video từ camera an ninh tại một cửa hàng bán đồ câu cá cho thấy Rinman và một nghi phạm khác tên Sharut Karim Uddin, 27 tuổi, đang mua một số thiết bị. Uddin, người gốc Pakistan có quốc tịch Thái Lan, cũng đã bị bắt chiều 12 tháng 7 khi cố gắng trốn sang biên giới Myanmar. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 5 giờ 30 sáng. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!